chánh án mặt thớt, tay gieo rắc oan khiên cho dân, tay lại nâng còn trên đầu dân. Vào ngày 19 tháng 2, Ban Bí thư Trung ương Đảng giao cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng Bộ tỉnh Gia Lai công bố quyết định thuyên chuyển ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tham gia Ban Chấp hành Đảng Bộ tỉnh Gia Lai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Bí thư đã chỉ định thì Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ việc chấp hành, tổ chức họp và phân bổ chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh cho ông Nguyễn Tuấn Anh. Việc phân bổ người giữ nhiệm kỳ như thế này nhằm mục đích cơ cấu cho Nguyễn Tuấn Anh. Nếu không có gì thay đổi, có thể đến năm 2026, Nguyễn Tuấn Anh sẽ lên Chủ tịch tỉnh. Đây là bước đệm để cậu ấm này vào Trung ương Đảng. Ông Nguyễn Hòa Bình, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, cũng là con người rất tài tiếng với nhiều vụ án oan. Được biết, ông Nguyễn Tuấn Anh, 41 tuổi, quê tại Quảng Ngãi, trình độ tiến sĩ chuyên ngành tài chính ngân hàng. Như bao quan chức khác, ông cũng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị. Hầu hết những cán bộ trẻ được điều đi tỉnh đều là con cái của các quan chức, hoặc là con chính thức, hoặc là con rời. Nếu không biết rõ nguồn gốc, chỉ cần nhìn kỹ khuôn mặt thì thấy Nguyễn Tuấn Anh có khuôn mặt khá giống với ông Nguyễn Hòa Bình, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Ông Nguyễn Hòa Bình là thành viên Ban Bí thư và cũng chính Ban Bí thư đã bố trí cho con trai ông Nguyễn Hòa Bình làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Nếu nhắc đến Tô Lâm, người ta nhớ ngay đến hình ảnh há miệng đớp miếng thịt bò rác vàng ngay tại London. Thì nhắc đến Nguyễn Hòa Bình, người dân lại nhớ đến tấm thớt được mua ngoài chợ về để mà ghép tội chết cho Hồ Duy Hải. Ngoài tấm thớt, còn nhiều vật chứng khác cũng được mua ngoài chợ, nhưng ông chánh án này vẫn tuyên án tử hình cho bị cáo. Ngồi ở ghế cầm cán cân công lý, nhưng ông ta không hề áy náy khi đạp lên luật pháp, đạp lên đạo đức để gây tội ác với người dân vô tội. Con cái chịu ảnh hưởng rất lớn từ giáo dục của gia đình. Nguyễn Hòa Bình là người chủ của gia đình, ông ta làm chính trị thất đức và xem thường luật pháp nhưng vẫn vào được bộ chính trị. Chẳng lẽ tấm gương này không ảnh hưởng gì đến cậu ấm Nguyễn Tuấn Anh hay sao? Ở tuổi 41, Nguyễn Tuấn Anh ắt nhìn thấy mà rút ra bài học cho mình về cách làm chính trị trong chế độ này. Ở chế độ này, làm chính trị không cần lấy lòng dân mà cần lấy lòng những kẻ mạnh trong đảng. Như vậy, dù mất lòng dân nhưng được lòng lãnh đạo đảng thì vẫn được cơ cấu. Đó là bài học nhãn tiền mà Nguyễn Tuấn Anh có thể thấy lấy đó làm gương. Nếu Nguyễn Tuấn Anh cũng làm chính trị theo cách của bố, thì ông này sẽ trở nên nguy hiểm cho xã hội. Nguyễn Tuấn Anh, con trai ông Nguyễn Hòa Bình, đứng giữa, nhận chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Bao nhiêu năm qua, đảng luôn hô hào bài trừ chủ nghĩa bè phái. Tuy nhiên, càng hô hào thì bè phái càng bùng phát. Kết quả, chủ nghĩa bè phái sinh ra các nhóm lợi ích. Các nhóm lợi ích chính trị đấu đá nhau lại giành quyền lực và kết hợp với doanh nghiệp sân sau tạo ra những bè phái lớn để mà hưởng lợi chính sách. Tính tham lam trong đảng ngày càng lớn, chính vì vậy đấu đá trong đảng cũng ngày càng khốc liệt hơn. Mục đích chỉ là giành ăn và giành quyền. Chính vì thế, các cậu ấm được cha mẹ nâng đỡ lên làm lãnh đạo như Nguyễn Thành Nghị, Nguyễn Minh Chiết, con ông Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Hiếu, con ông Nguyễn Xuân Phúc, Tô Long, con ông Tô Lâm, Nguyễn Tuấn Anh, con ông Nguyễn Hòa Bình, v.v. cần phải học những thủ đoạn và sự gian ác từ bố mẹ thì mới đủ khả năng tranh giành miếng bánh quyền lực. Nguyễn Tuấn Anh được ông Nguyễn Hòa Bình nâng lên và đặt ở vị trí nắm đầu dân. Đây là thuận lợi cho Tuấn Anh, tuy nhiên nếu để tiến cao hơn, Nguyễn Tuấn Anh phải gian, phải ác, không kém ông bố mới hy vọng tồn tại. Còn hiền như Nguyễn Xuân Hiếu thì rất khó trụ lại trong chốn quan trường, đầy rẫy phe phái tranh giành, đấu đá nhau khốc liệt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin chánh án mặt thớt, tay gieo rắc oan khiên cho dân, tay nâng còn đặt trên đầu dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.
Bộ trưởng Hùng lại trổ tài đầu năm. Trước khi làm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hùng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Viettel. Ông Hùng được nhiều người đánh giá cao bởi là giám đốc điều hành cho tập đoàn viễn thông lớn nhất của Việt Nam, có đầu tư ra nước ngoài. Ông cũng sở hữu thành tích học tập đáng nể. Tuy nhiên, khi chuyển sang làm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông trở thành người nói khoác không chớp mắt. Ngoài chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Hùng còn là Phó Ban Tuyên giáo Trung ương. Từ chỗ làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị có thực lực, chuyển sang làm Bộ trưởng chuyên lo về việc bốc phét cho chính quyền, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã tự làm mất đi hình ảnh mà ông xây dựng được bao nhiêu năm qua khi còn ở trong quân đội. Ông Nguyễn Mạnh Hùng là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Trình độ nổ Bộ trưởng Hùng thể hiện qua một số phát ngôn của ông, cụ thể như sau. Vào ngày 16 tháng 9 năm 2019, khi đó, bản dùng thử mở rộng của mạng xã hội Lotus của người Việt Nam chính thức được ra mắt. Khi đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng tham dự và phát biểu rằng, khi được nghe mọi người nói về một mạng xã hội mới, với cách tiếp cận thông tin mới, tôi có niềm tin người Việt Nam có thể làm ra những thứ thế giới chưa thể làm. Nghe giám đốc điều hành Nguyễn Thế Tân giới thiệu, tôi bỗng thấy Việt Nam có rất nhiều Steve Jobs. Mạng Lotus ra đời trong lúc Facebook và Twitter đã làm bá chủ thế giới từ lâu. Không biết ông Nguyễn Mạnh Hùng nói người Việt Nam có thể làm ra những thứ thế giới chưa thể làm. Cụ thể là làm được những điều gì? Và kết quả mạng Lotus không ngóc đầu lên nổi dù đã được đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. Startup công nghệ, tức là công ty khởi nghiệp, muốn thành công thì phải khác biệt, phải làm được điều mà các công ty công nghệ khác chưa làm được. Phải nghĩ ra những thứ mà các công ty khác chưa nghĩ ra. Đồng thời, những thứ mới mẻ ấy phải mang lại lợi ích cho người dùng. Chỉ có thế thì mới né đòn các ông lớn, đồng thời lách qua khe hẹp giữa các ông lớn để mà trưởng thành. Còn nếu nhai lại những gì các hãng công nghệ lớn đã làm, thì chắc chắn là bị bóp chết. Lotus bị chết chứng tỏ nó không có cái gì mới cả, không có gì khác biệt so với các mạng xã hội lớn hiện nay. Từng làm chủ tịch hội đồng quản trị một công ty công nghệ, lẽ ra ông Nguyễn Mạnh Hùng nên cho ra lời khuyên chân thật để mà doanh nghiệp rút kinh nghiệm. Đằng này ông lại nổ quá đà, và Lotus sẽ chết yểu là điều khó tránh khỏi. Đã yếu kém, không chỉ ra cái yếu kém mà lại khen một cách giả tạo thì làm sao đối phương biết mình yếu kém cho được. Có quốc gia nào mà nhà nước tự khen chính mình nhiều như chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hay không? Thế nhưng dù có cố tự khen thì Việt Nam vẫn nghèo nàn lạc hậu, vẫn bị thế giới nới rộng khoảng cách ngày một nhiều. Ông Nguyễn Mạnh Hùng lại nổ. Ngay ngày làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên đán, ông Nguyễn Mạnh Hùng đến thăm tập đoàn FPT và đã phát biểu rằng công nghệ sẽ giúp Việt Nam hóa rồng, hóa hổ. Có lẽ ông Hùng dự đoán tương lai Việt Nam bằng cách đếm cua trong lỗ chằng. Ở Việt Nam có bao nhiêu doanh nghiệp công nghệ cứ áp sự phát triển của FPT vào là Việt Nam sẽ thành cường quốc công nghệ hay sao? Cũng phải thừa nhận FPT đã thành công trong lĩnh vực công nghệ, tuy nhiên một con én không làm nên mùa xuân. Hô hào rằng công nghệ sẽ giúp Việt Nam hóa rồng, hóa hổ, mà không nhìn lại Đảng Cộng sản Việt Nam đã có chính sách gì để hỗ trợ cho ngành này hay chưa? Để một đất nước phát triển bằng nội lực, quốc gia đó phải chi cho nghiên cứu và phát triển rất nhiều. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam chi cho nghiên cứu và phát triển chỉ có 0,4% GDP, trong khi đó Thái Lan 1,3%, Malaysia 0,9%, Singapore chi tới 2,1%, còn mức trung bình của thế giới là 2,7% GDP. Việt Nam cách quá xa so với mức trung bình của thế giới. Đó là chưa nói đến chất lượng nghiên cứu của Việt Nam đến đâu. Có thể nói quốc gia nào chi cho nghiên cứu và phát triển cao thì quốc gia đó có sức mạnh, nội lực lớn. Chi phí cao cho phát triển cũng chưa chắc đã giúp cho đất nước phát triển, nhưng chi phí cho phát triển thấp thì đừng hy vọng đất nước bứt phá bằng chất xám, nội lực. Quả thật, người dân gọi ông Nguyễn Mạnh Hùng là Hùng nổ, không sai tí nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Bộ trưởng Hùng lại trổ tài đầu năm.
Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.